hiện thì cái dạng thứ hai là chính thể cộng hòa. Chính thể cộng hòa thì nó quyền lực nhà nước được trao cho một cái cơ quan ở đây, chứ không phải tập trung trong tay cá nhân của một người. Cho nên chúng ta lưu ý phân biệt giữa các nhà giữa hai. Về chính thể quân chủ cũng có những cái biến dạng của nó, ví dụ như là quân chủ tuyệt đối, quân chủ hạn chế, quân chủ tuyệt đối hay còn gọi là quân chủ biên chế, thì các cái nhà nước này nó tồn tại trong cái thời kỳ nhà nước phong kiến ngày xưa. Bởi vì quân chủ tuyệt đối nó thể hiện cái quyền hành tập trung vào trong tay của người đứng đầu, trong tay của nhà vua. Nhà vua có toàn quyền quyết định đối với tất cả những cái thần dân trong thiên hạ, trong nhà nước. Thì cái dạng thứ hai là quân chủ hạn chế. Quân chủ hạn chế, chúng ta nghe đến cái tên là hạn chế thì chúng ta hình dung được đó là quyền lực của nhà vua cũng đã bị hạn chế rồi. Như vậy quân chủ hạn chế còn có những cái tên khác, ví dụ như là quân chủ tương đối hay là quân chủ lập hiến. Bởi vì bên cạnh cái quyền lực của nhà vua thì nhà nước có nghị định pháp luật ra cái pháp, cho nên nhà vua hoạt động thì cũng trong khuôn khổ. Như vậy cái quân chủ hạn chế thì ngày nay đa số là các cái nước quân chủ được thể hiện ở cái quân dạng chính thể này. Thế thì trong cái chính thể cộng hòa nó cũng chia ra là hai cái đối dạng, một là cộng hòa dân chủ, hai là cộng hòa chủ tập. Cộng hòa dân chủ thì những cái quốc gia nào mà theo cái chính thể này thì tất cả những cái công dân ai mà đạt đến một độ tuổi nhất định đủ cái năng lực hành vi thì được quyền tham gia bầu cử và tự ra cái cơ quan tối cao. Còn đối với cái cộng hòa chính tộc thì nó lại khác. Cái cử tri mà đi bầu cử đó không phải là đa số, không phải là tất cả những cái người nào mà đủ tuổi đủ điều kiện quy định thời gian mà cử tri của họ, chỉ là tầng lớp chính tộc, chỉ là giới thượng lưu mới được tham gia vào bầu cử để nhận định. Thế thì để cho nhà nước Long nó cổ đại thuộc dạng cộng hòa chính tộc. Trong cái cộng hòa dân chủ nó còn có hai cái biến dạng, đó là cộng hòa dân chủ nhân dân và cộng hòa dân chủ tư sản. Thế thì ở cộng hòa dân chủ nhân dân nó không có phân chia quyền lực, nó có các cái quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, nhưng mà nó tập trung thống nhất chứ không có phân chia quyền lực. Còn ở các nước tư sản thì quyền lực được phân chia, người ta gọi là phân quyền hay gọi là tam quyền, không là tam quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Như vậy ở các nước tư sản thể hiện cái tam quyền, không là rất là lớn. Thì chúng ta tham khảo thêm trong giáo trình để biết thêm về cái tư nhà nước này. Thì dân chủ tư sản thì cũng có chia ra là dạng nó còn là tổng thống hay là tổng thống đại nghị, thì chúng ta tham khảo thêm sách và tìm hiểu thêm trên mạng để mà nắm được các cái chính thể trên thế giới, quốc gia nào có chính thể nào. Cái phần này cũng rất là thú vị, mình đề nghị tự nghiên cứu, tự tìm hiểu ra. Chúng ta sang đến yếu tố thứ hai, đó là cái hình thức cấu trúc của nhà nước. Như vậy thì nhà nước có hai cái dạng, một là cấu trúc đơn nhất, hai là cấu trúc nó có chữ là liên bang. Như vậy trong cái nhà nước đơn nhất thì nó chỉ có một cái hệ thống pháp luật, một cái bộ máy chính quyền thống nhất từ trung ương đến địa phương. Còn nhà nước liên bang thì nó có hai cái hệ thống pháp luật, một là dành cho chính quyền liên bang và một là dành cho các ủy ban thành viên. Và trong cái nhà nước này nó cũng có một cái đặc biệt nữa, đó là nó có hai cái bộ máy của cơ quan quản lý và cơ quan quyền lực. Bởi vì chính quyền liên bang thì bộ máy khác là chính quyền ủy ban thì bộ máy khác. Thế thì cái quốc gia mà theo cái
cấu trúc mà liên bang mà thể hiện rõ nhất đó là Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết rằng Hoa Kỳ là một cái quốc gia có cái diện tích rộng là nó có tới 53. Thế thì qua chỗ này chúng ta cũng phải phân biệt được sự khác nhau giữa cái nhà nước liên minh với lại nhà nước liên bang. Liên bang là như Hoa Kỳ liên bang, cái còn liên minh nhà nước nào là liên minh. Thế thì cái các cái quốc gia mà người ta liên minh là với nhau để thực hiện những cái mục đích về kinh tế hay là những cái mục đích khác. Chúng ta thấy hiện nay cái quá trình gia nhập các tổ chức quốc tế đó là một cái dạng của cái nhà nước liên minh. Thì nhà nước liên minh sau khi mà hoàn thành nhiệm vụ xong thì một là nó có thể tiến lên thành cái nhà nước liên bang, mà cũng có thể là nó hoàn thành nhiệm vụ của nó tan rã. Cái yếu tố thứ ba của tạo nên hình thức này đó là chủ độ chính trị. Như vậy thì mỗi một cái quốc gia sau khi mà đặt cái thứ hệ cho mình thì họ cũng phải chọn cho mình những cái phương pháp để mà thực hiện cái chủ độ chính trị. Thế thì có hai phương pháp, một là dân chủ và hai là phi dân chủ. Cái phương pháp dân chủ thì nhà nước tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước, lấy dân làm gốc. Còn cái phương pháp phi dân chủ thì họ thực hiện cái quyền lực nhà nước của mình rất là rõ nét, nhân quyền độc đoán, tức là không dựa vào dân và cái người dân. Còn cái nhà nước này thì thường là chịu nhiều tế. Thế thì đó là ba cái yếu tố tạo nên hình thức nhà nước. Thì trong cái bài này chúng ta sẽ tham khảo một vài câu hỏi trắc nghiệm xem để biết cái cách làm. Câu một: cách tổ chức và trình tự lập ra các cơ quan tối cao của nhà nước và xác lập mối quan hệ giữa các cơ quan đó gọi là A. hình thức nhà nước, B. hình thức chính thể của nhà nước, C. hình thức có gốc gốc của nhà nước, D. chế độ chính trị của nhà nước. Đó, như vậy thì muốn làm được câu hỏi này, cái gì bắt buộc chúng ta phải thuộc cái khái niệm hình thức chính thể của nhà nước là cái gì. Chính thể của hình thức chính thể của nhà nước là các tổ chức được trình tự lập ra các cơ quan tối cao đồng thời xác lập mối quan hệ giữa các cơ quan đó. Đó là như vậy. Chúng ta thuộc về khái niệm hình thức chính thể thì ta sẽ làm được những cái này. Câu 2: quốc gia nào sau đây theo chính thể dân chủ là ý? A. nhà nước công chính Việt Nam, B. Pháp, C. Thụy Điển, D. Italia. Thế thì chúng ta biết rằng trong cái nhà nước công chính Việt Nam cũng có vua, trong cái nhà nước Thụy Điển cũng có vua, nhưng mà cái nhà nước công chính Việt Nam làm theo cái chính thể quân chủ chuyên chế, quân chủ tuyệt đối lúc nào chúng ta phải thực hiện, cho nên vua nắm toàn quyền. Còn trong cái nhà nước Thụy Điển chúng ta thấy cái vai trò của nhà vua đã bị hạn chế, bởi vì mình đã có cái nghị điện bên cạnh cái nghị điện đó. Như thế thì những yêu cầu đặt ra thì chúng ta phải lưu ý qua hai cái bài toán mà tôi lấy làm ví dụ đó, thì chúng chỉ phải lưu ý cái hình thức chính thể của một số quốc gia trong thế giới. Chúng ta phải tìm hiểu xem quốc gia này có thể chính thể gì, quốc gia kia nó có thể chính thể gì, và đồng thời chúng ta cũng phải nắm được kiểu nhà nước của họ đang cần những hình thức, và quốc gia nào nó có cấu trúc đơn nhất, quốc gia nào nó có cấu trúc liên bang. Đó, nói chung thì 200 quốc gia trên thế giới thì chúng ta không thể tìm hết được, không tìm hiểu hết được. Tôi yêu cầu các anh chị phải tìm hiểu hết
như là một số cái nước phổ biến chúng ta cần phải quan tâm, ví dụ như là Anh, Pháp, Đức, Áo, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, các cái nước của ASEAN. Chúng ta quan tâm xem thử nó có cái chính thể gì. Thì quá trình mà tìm hiểu chính thể các trên thế giới, chúng ta sẽ khám phá những cái điều rất thú vị ở các cái chính thể đó. Cho nên là đừng có chịu và tích cực tìm hiểu chứ. Như trong sách thì chúng ta phải hết nắm hết được những cái kiến thức này rồi. Bây giờ mạng internet phát triển không chỉ cứ lên mạng chúng ta tìm kiếm ra. Như vậy là tôi kết thúc cái bài thứ nhất.